Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Các cháu ơi, đây các cháu có biết hai cái quả gì đây không? Đấy, đây là hai quả sầu riêng các cháu ạ. Thì các cháu ơi, hôm nay bà lại tiếp tục làm clip và làm một đĩa bánh cay ép sầu riêng siêu to khổng lồ các cháu nhá. Thì các cháu ạ, cái món này là cái món bánh cay ép sầu riêng này là bà gần 60 lần bánh chưng rồi cũng chưa bao giờ bà được ăn. Mà bà cũng chưa bao giờ bà làm thì hôm nay bà làm không biết nó có thành công hay không. Thì các cháu ơi, bây giờ bà giới thiệu nguyên liệu của đĩa bánh cay ép sầu riêng hôm nay này. Đấy, bà chuẩn bị hai quả sầu riêng đấy, bà mua về cho bà để nó lại lất ra rồi đấy, như là ngon lắm các cháu ạ. Đấy, ngoài ra là bà chuẩn bị cả trứng gà đây này các cháu này. Đấy, trứng gà đây này, đấy trứng gà đấy, gà nhà bà đẻ đấy. Và bột mì này các cháu này, đấy bột mì đấy. Và kem tươi này, đấy kem tươi này. Và bơ thực vật này đấy, để tí bà cho vào chảo và quét cho nó dính nhá, cho bà lúc nào bà rán nhá. Và đây là sữa tươi này, đấy sữa tươi này. Và bà có chuẩn bị thêm đường này đấy, cho bà cho vào ăn cho nó ngọt đậm đà nhá. Và nước cốt dừa này đấy các cháu ạ. Đấy, ngoài ra bà còn chuẩn bị là lá dứa này đấy. Thì cái món bánh cay ép của bà hôm nay là bà có hương vị của lá dứa. Thì các cháu ơi, bây giờ bà sẽ đi thực hiện luôn nhá. Bà sẽ đi xay lá dứa ra, sau bà lọc sau bà lấy nước để bà làm một khâu vỏ bánh nhá, của cái món bánh cay ép hôm nay, cay ép sầu riêng. Thì bà làm xong rồi bà lại mời tất cả các cháu tới ăn với mấy bà cháu nhà bà cho nó vui nhá. Nào bây giờ bà đi thực hiện đi. Các cháu ơi, bây giờ bà đi xay lá dứa nhá. Để bà xay rồi bà lọc lấy cái nước để bà cho vào làm vỏ bánh cho nó thơm nhá, cho nó có màu xanh nhá, nó đẹp này. Bây giờ bà xay này. Ôi kéo cùn quá. Bà cắt ăn tham các cháu ạ, cắt ít thôi. Kéo nó cùn cắt ít thôi. À, các cháu ơi, đấy bà băm xong rồi. Đấy bà cắt lâu quá bà cho vào bà băm nó nhanh. Nào bây giờ bà đổ nước vào nhá, bà xay nhá. Ôi giời. Rồi. Chắc rồi là bà đợi máy vào bà xay này. Đấy, thế bà đã được một mẻ được rồi đấy các cháu này. Đây. Cái món bánh cay ép này bà cũng không cần xay nhiều đâu các cháu ạ. Úi, bà lọc này các cháu nhìn này. Úi, nước nó xanh biếc. Đấy, xanh biếc. Xanh biếc. Lá cây, lá bỉa, nước biển đây. Các cháu ơi, thì bây giờ bà đi làm vỏ bánh nhá. Đấy, lá dứa bà đã xay xong rồi. Thì bây giờ trước tiên là bà đập trứng này. Đấy, bà đập trứng bỏ vào đây. Đấy, bà đập trứng gà đấy. Bà lấy cả lòng trắng các cháu ạ. Đấy. Các cháu ơi, đấy, thì bây giờ là bà bỏ sữa vào nhá. Bà đổ sữa vào, đổ sữa tươi. Đấy. Nào, bây giờ bà bỏ đường vào. Đấy. Rồi. Các cháu ơi, thì bây giờ bà bỏ tiếp nước cốt dừa này. Đấy. Rồi. Và bà bỏ lá dứa vào này, các cháu này. Nước hương vị lá dứa này. Rồi, bạn tạm thời bà đánh đều lên đã nhá các cháu nhá. Xem nó ấy là tạm thời bà đánh đều đã. Nào, bây giờ bà bỏ bột mì. Bà bỏ bột mì vào các cháu nhá. Đấy. Nào, bây giờ bà đánh tiếp. Xem cái mức độ bột nó như thế nào, nó loãng hay nó đặc các cháu ạ. Đấy, cho bà lại liệu bà pha chế tiếp. Cái món bánh này các cháu ạ, tí lại phải tráng này, phải lở, phải nhỏ các cháu ạ. Ấy. Bà phải quánh mạnh tay rồi nó đón hòn bột. Bà đánh tan đều ra cho bà cho vào lọc. Để loại bỏ những cái bột gión và nó đóng cục. Đấy. Các cháu ơi, bây giờ bà lọc nhá. Bà lọc qua cái cho nó loại bỏ những cái bột gión hoàn. Nào, bà lọc nào. Đấy.
Đấy, bà lọc và bỏ qua những cái bột gión hoàn và cho bánh nó sẽ mịn nhá. Cái vỏ bánh nó mịn, nó ngon, nó hấp dẫn các cháu ạ. Đấy. Đấy, cho bà lọc xong bà cho vào tủ ngăn mát 30 phút. Cầu kỳ ghê các cháu ạ, cái món bánh cay ép sầu riêng này cầu kỳ ghê. Ờ các cháu ơi, đấy bà lọc con rồi này đấy, nước bột nó mịn lắm các cháu ạ. Đấy, nước bột mịn lắm đấy. Thì bây giờ bà bỏ vào túi bóng này cho bà, bỏ vào ngăn mát 30 phút nhá. Đây bà đút vào cái túi bóng này. Đấy các cháu ạ, bây giờ bà bưng vào tủ để 30 phút. Ờ các cháu ơi, đấy thế là bà đã làm xong cái món vỏ bánh của cái bánh cay ép sầu riêng rồi nhá. Thì bà cho vào tủ lạnh rồi. Thì trong vòng chờ 30 phút thì bà đã đi bắt đầu bà đánh kem nhá, để làm nhân bánh nhá. Nào bây giờ bà bỏ đánh kem, bà đánh kem cho bông lên nào. Đấy, một lọ này bà làm hai mẻ. Đó. Bà đánh bông lên. Nào, bây giờ bà bật máy nhá. Tắt máy nhá, bà bỏ ra lại các cháu lên. Ui các cháu ơi, các cháu nhìn này, trắng như bông luôn. Ui. Nào bây giờ bà bỏ ra cái bát siêu to khổng lồ ấy. Ui dồi ôi, trắng lắm các cháu. Ui. Trắng như áo trắng. Ui. Trắng tinh. Sao bà lại bỏ vào tủ lạnh các cháu ạ? Đấy. Các cháu ơi, thì bây giờ bà bỏ sầu riêng nha, bà dằm nhá. Bà lấy cái cơm của nó bà dằm lát ra nhá, xong bà cho vào cái bánh cay ép nhá, sầu riêng nhá. Thì các cháu ạ, cái món bánh cay ép sầu riêng thì không thể thiếu được sầu riêng. Nào bây giờ bà bữa là đây nó lăn ra đấy. Ôi chưa được đấy. Nào bà gắp hết cái đĩa này. Sao bà lọc lấy cơm của nó đấy, thơm lắm các cháu ạ, thơm lức mũi rồi đấy. Múa vào cái quả này nó đau tay lắm các cháu. Ui rồi đấy, hai tôm đây, bà để vỏ đây tí bà vứt ra bãi rác. Ủa cái gai đau tay quá đấy. Nào bây giờ bà cào lấy cơm của nó nhá, bà bỏ hột. Đấy. Nó thơm lắm các cháu ạ, cái món sầu riêng này thơm thật. Lức mũi ra. Đấy. À, các cháu ơi. Đây thế là bột của bà đã để trong ngăn mát được 30 phút rồi các cháu này, đấy, nó mịn lắm đấy. Thì các cháu ạ, bây giờ bà rán nhá. Đây bà thay đổi phong cách tí, bà nấu bếp ga các cháu ạ. Đấy. Nào bây giờ bà ấy này, trước tiên là bà bôi tí bơ nhá các cháu nhá. Trước tiên bà nấu và bôi tí bơ, bà xoa tí bơ. Đấy, xoa tí bơ. Rồi. Nào bây giờ bà múc vào bà tráng nào. Ui. Đấy, các cháu ạ. Đấy, bà tráng đấy. Cái này phải nhất sức là nhỏ lửa. Cháu nhìn chưa? Đấy. Màu xanh của cái vỏ bánh rất là hấp dẫn. Đấy. Rồi các cháu ơi, đấy, nó long long rồi đấy, 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 đấy. Nó bóng lắm, bà hất rồi, bà bỏ đây, bà hất đi ra mâm này. Bà úp ra đây này. Ôi, đấy, các cháu thấy chưa? Bóng lắm các cháu ạ, lên bà úp vào đấy. Bà để nó nguội cho bà nhăn ra nhá. Là các cháu nhìn này. Wow, đây được một chiếc rồi. Rồi bà để nó nguội đã. Nào bà tráng tiếp chiếc nữa. Bà xoa bơ. Bà xoa bơ. Rồi. Đấy bà xoa bơ. Nào bà lại tráng tiếp. Cái món này rất chi là cầu kỳ các cháu ạ. Đấy bà Loan các bác làm cầu kỳ lắm.
Rồi, wow, đấy các cháu nhìn này, đấy. Hình thức làm gần như là bánh tráng các cháu ạ, đấy. Đấy. À, các cháu ơi, đấy cái thứ hai của bà được rồi, các cháu này. Wow, đấy bà úp vào đây. Úp vào đây, đấy. Nào, bây giờ bà lại lật nó ra. Đấy. Ôi bà để đúng vậy đó. Ê các cháu này đấy, bà tráng được hơi nhiều này. Các cháu nhìn thấy không? Rất hấp dẫn, ngon. Được rồi đấy. Đây. Lúc mới đầu ra các cháu ạ, phải lương tựa như khi nó nguội tha hồ nhất. Đấy. Khi nó nguội tha hồ nhất. Đấy. Lúc bây giờ là bà lốt cái này là xong. À các cháu ơi, đây thế là bà đã tráng xong hết bánh rồi đây này. Đây các cháu nhìn này, xanh biếc này này. Đấy rất ngon. Thì bây giờ bà cho nhân vào bà cuốn nhá. Thì các cháu ạ, tay bà rửa sạch rồi nhá. Bà quấn bằng tay, bà không đi găng tay, tay bà rửa sạch rồi. Nào, bây giờ bà quấn lại. Trước tiên là bà giải bánh ở đây. Đấy. Ôi chết, bà lấy cái thau này nó xa quá. Đây thau kem của bà đấy này các cháu này, đấy, trắng ngần. Trắng ngũa. Nào, bây giờ bà bỏ kem vào nhá. Đây, bà bỏ kem trước các cháu ạ. Bà bỏ kem trước. Đấy. Và bà bỏ sầu riêng vào. Đấy, bà bỏ sầu riêng vào. Đấy, cái bánh cay ép sầu riêng này thì đặc điểm là nó không thể thiếu được sầu riêng. Bắt đầu bà gấp này, các cháu nhìn này. Đấy. Bà gấp. Đấy, các cháu nhìn thấy chưa? Đấy. Rồi. Bây giờ bà vén đôi đầu đĩa vào. Wow, đấy. Rồi. À, các cháu này, đấy, chiếc bánh cay ép sầu riêng của bà đấy nhá. Các cháu nhìn này, đấy. Ơi. Rồi, bà quấn tiếp. Bà quấn tiếp. Thơm lắm các cháu ạ. Đấy, vỏ bánh thì thơm vị nước cốt dừa, vị lá dứa. Đấy. Thế còn nhân thì là lại thơm thơm mát mát vị kem. Lức mũi bị sầu riêng các cháu ạ. Được, cái món này hôm nay được. Đấy, bà cũng gần 60 nồi bánh chưng rồi. Chưa bao giờ bà làm, nhưng hôm nay bà làm cũng thành công các cháu ạ. Đấy. 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 Bà vén đĩa vào, vén đôi đầu vào. Đấy. Đấy. Wow, các cháu này. Đấy, chiếc bánh cà rép sầu riêng. Ôi. À, các cháu ơi, đấy còn cái cuối cùng mà cuốn lốt nhá. Rồi. Đấy, các cháu ạ, đây. Đấy. Nào, bây giờ bà bỏ sang cái đĩa khổng lồ của bà. Đấy. Ui. À, các cháu ơi, đấy, thế là bà đã làm xong một đĩa bánh cay ép sầu riêng này các cháu ạ. Đây, các cháu nhìn này, đấy, rất chi là hấp dẫn. Thì bây giờ bà mời tất cả các cháu tới đây ăn với mấy bà cháu nhà bà cho nó vui nhá. Thì bây giờ bà mang ra kia bà mấy bà cháu nhà bà thưởng thức nhá. Ở đây. Ờ, các cháu ơi, đây thế là bà làm xong đĩa bánh cay ép sầu riêng siêu to khổng lồ đây, các cháu này thành công. Ủa. Đấy, các cháu nhìn thấy hấp dẫn không? Vừa đẹp vừa thơm. Vừa đẹp vừa ngon. Thì bây giờ bà mời tất cả các cháu tới đi ăn với mấy bà cháu nhà bà nhá. Còn bà mời các con với các cháu mấy chú ăn đi nhá. Ờ, à, con mời bà. Ăn mời các anh nhá. Còn tất cả các bạn nhá. Mình mời các bạn nhá. Ăn đi em. Mình mời tất cả các bạn nhá. Ui. Đẹp quá không đỡ cắn. Thế ra như cầm mềm. Đâu cứ cầm cắn, cứ lại cắn này. Các cháu này đấy, mềm mát tay mà. Mời các bạn nhá. Lắm các cháu ạ. Wow, các bạn ơi, bánh cà rép sầu riêng màu xanh hấp dẫn. Ăn nhá. Mình mời mọi người nhá. Ngon lắm các bạn ạ. Kem ngọt thanh luôn. Ui. Các cháu ạ, mát. Mát mát vị kem này, thơm thơm vị sầu riêng đấy. Mời tất cả anh em nhá. Đẹp mát luôn. Ngon. Tuyệt vời luôn. Ui. Béo ngoại luôn các bạn ạ. Đấy, kem này, sầu riêng này.
Món xào chua mình thích. Ngon thật. Chợt cú mèo luôn bạn nhá. Ngon các bạn. Mình thì ăn sầu riêng. Mình chỉ biết nói là ngon thôi. Ngon thật. Các cháu ạ, gần 60 đồ bánh trưng hôm nay bà mới được ăn cái món bánh cà rép bà làm này, mới hôm nay bà mới làm là lần đầu tiên các cháu ạ. Thành công ngon lắm. Ngon lắm các bạn ạ. Kem ngọt thanh mát. Cái này ăn vào mùa hè hết sảy bạn. Đúng rồi. Về quên lối về đó anh em ạ. Lần đầu con mới nghe tên mà lần đầu thưởng thức luôn. Em lần đầu em cũng ăn món này. Ngon từ vỏ và ăn tận trong trong ruột. Bạn nào mà gầy các bạn ăn này cực kỳ béo luôn. Em gầy. Ôi, mày mà gầy. Đây các cháu nhìn này. Trắng mùi vị kem đấy. Ngon. Tuyệt vời quá. Anh em mình cái thứ hai anh em nhá. Ôi ngon quá anh em ạ, không cưỡng được anh em ạ. Thẩm thấu lòng người luôn anh em ạ. Các bạn ơi, cái thứ hai là các bạn ạ. Đấy. Nó ăn một bánh được 4 cái. Ngon lắm. Mình cái thứ hai là các bạn nhá. Vị béo của kem với vị béo của sầu riêng các bạn ạ. Vỏ bánh lại thơm nữa. Mùi nó rứa. Rồi. Các cháu ạ, mát, lạnh, vị kem lại thơm thơm vị sầu riêng. Đấy, vỏ bánh thì lại thơm thơm mùi nước cốt dừa, lá dứa, vị lá dứa. Tuyệt vời. Nó là vị rất là đặc trưng luôn. Ăn mạnh lên em. Các cháu ơi, khiếp ăn cái đầu thì vào lắm, ngon lắm. Ăn lên cái thứ ba là mát quá là cũng tạm ngán các cháu ạ. Cũng ngây ngấy. Kiểu như ăn bánh sinh nhật đấy các bạn ạ. Đây các cháu nhìn này, đây nó trắng tinh là vị kem này, còn vàng vàng là vị sầu riêng nhá. Bên ngoài vỏ xanh thì là hương vị lá dứa nhá. Có nhiều kem quá là ngấy. Ngon lắm các bạn ạ. Nói chung là không ăn nhiều được. Ê, ăn nhiều ngán quá. Em vẫn hết mấy cái. 4 cái phải hết 4 rồi. Em có ngán rồi à. Các bạn ơi, cái thứ ba các bạn ạ. Ăn nói thật là đến giờ phút này ngấy rồi các bạn ạ. Nó nhiều, kiểu như là nó có kem nhiều rồi các bạn ạ. Đấy, kem béo á. Món này các cháu nhỏ học. Mình cái thứ 3 rồi. Ăn mang ghê luôn. Đưa ăn cái nữa không bà? Được. Ngạch quá mọi người ạ. Các cháu ơi, thế là mấy bà cháu nhà bà không ăn hết được cái đĩa cánh cá rép sầu riêng đâu các cháu ạ. Thì các cháu ơi, bây giờ có khả năng là bà lại dừng clip tại đây thôi. Thì các cháu xem clip của bà hôm nay có thấy hay thì like và chia sẻ video giúp bà nhá. Thì bây giờ bà chào tất cả các cháu nhá. Chào bà nha.